Hi, xin chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Hiện tại thì Lượng đang có mặt tại chợ phiên Phổng Lập của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nha các bạn nhé. Đây là một cái chợ phiên của đồng bào người Thái Đen ở trên Tây Bắc các bạn ạ. Trước đây thì cách tầm 2 năm trước mình có dịp sang cái chợ phiên ở nơi đây đưa các bạn đi khám phá rồi. Đến bây giờ thì mình mới có thời gian quay trở lại đưa các bạn đi khám phá cái chợ phiên ở đây. Ở đây thì mình thấy họ bán những cái sản vật địa phương rất là nhiều luôn các bạn ạ. Chợ thì được họp ở dọc đường này thôi các bạn ơi. Đây là một cái chợ cũng rất là thú vị nha các bạn nhé. Thấy người dân thì đa số là bán những cái sản vật địa phương và một số loại rau củ quả họ tự trồng được mà mang ra chợ để bán các bạn ạ. Ở đây 100% là cộng đồng người Thái Đen nha các bạn nhé. Mình rất thích đi những cái chợ phiên mộc mạc và giản dị như thế này, đặc biệt là những cái chợ phiên ở bên Sơn La như này nha các bạn nhé. Người dân ở đây thì họ hòa đồng lắm các bạn ạ. Thấy quay YouTube ra là họ vui mừng lắm các bạn ạ, không như những cái nơi khác đâu các bạn. À chào chị nhá. À chị bán đây à? Chúc chị đắt hàng nhá. Chợ thì có mỗi khu vực góc này được xây thôi các bạn, còn đa số là bán ở dọc đường. Trên kia là bán khu vực bán quần áo này, ở trên kia thì họ mở nhạc rất là to, thôi mình không lên trên đâu các bạn. Sợ dính bản quyền. Nhiều lúc kiểu là đi quay không để ý ấy, về đăng tải lên được mấy ngày thì bị đánh bản quyền nên phải gỡ video xuống các bạn ạ. Rất là nguy hiểm. Mất công đi lại để quay một cái video mà dính vào nhạc và nó ấy lắm các bạn. Bây giờ thì mình đi sâu vào trong chợ quay chi tiết cái cảnh sinh hoạt chợ phiên cho các bạn cùng tham khảo nha các bạn nhé. Bán rau chú. Vâng. Đây là góc này là đường vào bản này các bạn này. Đường vào bản này. Bây giờ họ mới bắt đầu đi ra chợ này các bạn. Này là mình mua tóc à? Chị mua tóc à? Hai bà sao cầm tay nhau này? Thế cho cầm tay em không? Có cầm tay em không? Các bạn ơi, ngay trước mặt mình đây là khu vực đầu chợ này. Ở đây thì mình thấy họ bán những cái loại sản vật địa phương rất là nhiều cho các bạn nhé. Và ở bên kia là một ngôi nhà sàn, một ngôi nhà sàn truyền thống đặc trưng của người Thái ở nơi đây. Mình quay sơ qua cho các bạn một chút để tham khảo nha các bạn nhé. Đây các bạn, đây là ngôi nhà sàn truyền thống này. Theo phong tục tập quán của đồng bào người Tây, người Thái ở trên Tây Bắc ấy thì đa số là họ sinh sống trong những căn nhà sàn thế này các bạn, rất là thoáng mát các bạn nhé. Đây là quang cảnh chợ phiên này các bạn, nó dưới kia là một cánh đồng, kia là con ngọn núi này. Giá? À vâng vâng. Vâng. Ừ. Ở đây thì họ bán những cái dùng để ở đây họ gọi là cái để ép xôi này, tiếng Thái gọi là ép khẩu ấy các bạn đấy, để đựng xôi đựng cơm vào trong này. Ở đây cái này mình thấy họ bán này nhiều lắm. Cái này thì cô đa từ cái cây gì đấy cô? Cây tre hay là cây giang à? Cây tre. Cây tre. À vâng. Rất là nhiều để các cô bán cái này. Vâng. Cháu cảm ơn nhá, chú cô đắt hàng. Các bạn ạ, ở đây là cái nguồn gốc, ở đây như kiểu một làng nghề rồi, họ đa số đan cái này, xong là một số những người buôn này, đấy, buôn mang ra các huyện khác để bán. Ở đây thì họ không dùng những cái bát nhựa đâu, họ chỉ sử dụng cái này thôi, nó dùng xong rồi rửa sạch đi, tuyệt vời lắm. Bên trong này to hơn, chào cô nhá. Ép khẩu. Đây, góc này thì đa số họ bán những cái này thôi nha các bạn. Đó. Cháu cô nhá. À đây có một đôi thỏ à. Thỏ này mình bán thế nào đây hả cô? Bao tiền à? À đôi 100 à. À.
Chào em gái nhá, em bán gì đấy? À, bán này à? Cái này à? Em tự đan à hay là bố mẹ em đan đấy? Em đan đấy. À, ấy gì em này? Em đang học lớp mấy? À, lớp 9 thôi à? À. Cảm ơn em nhá. Chúc em đan hàng. Đấy, đi vào trong này thì bắt gặp mấy chị gái bán nhãn này. Đó. Này chắc chị ở xã khác đến bán đúng không? Hồng Lái sang đây à? À Mường É sang đây à? À thế chờ phiên Mường É họp vào hôm nào chị nhỉ? Ngày mai à? À. Tại ngày mai à? Ừ. Cảm ơn chị nhá. Bên này họ cũng bán mấy cái này này. Ở trong này thì họ bán này nhiều lắm các bạn. Chào cô bà nhá. Những cái sản vật địa phương họ tự làm ấy thì tuyệt vời lắm các bạn. Này, những cái nong cái nìa này các bạn. Họ làm từ những cái cây tre này. Ở đây thì đa số là họ làm những cái đồ họ tự làm và mới sử dụng nha các bạn nhé. Kể cả những cái mâm mà họ tự làm thủ công luôn, chứ không sử dụng đồ nhựa đâu các bạn. Như nhiều nơi thì mình thấy đa số là những đồ nhựa thôi. Ở đây thì họ ít khi sử dụng đồ nhựa lắm, hầu như là không sử dụng luôn đấy các bạn. Dọc đây là khu vực bán giống rau này các bạn. À, chào các chị nhá. À, đi trong này thì có cháu gái bán măng này. À, cái này gọi là măng măng gì cháu nhỉ? Măng loi à? À, này là măng loi. Cái này thì bán bao tiền một bó đấy? À 10.000 một bó thôi. Ô cái nhãn này bé thế. Cảm ơn cháu nhá, chú cháu đắt. Có một chú thì giờ mới chở cá đến chợ bán này, chắc là ở nơi khác đi đường xa bây giờ mới đến. Quần áo giảm giá đi. Giảm giá đây. Mày vô cho chào chú nhá. Ai chà. Nhiều quả núc nát nhỉ. Này chú chắc là chú đi thu mua đâu đúng không? Hay là nhà chú có ấy? À chú lên là tuần giáo mua về đây à? À. Thế cháu hỏi chút nhá. Cái quả này thì chú bán bao tiền? Quả lấy là 25.000 tiền đấy. À 25.000. Cái quả bé này chắc 10.000 thôi nhỉ? Mà ăn cái quả to này nó ngon hơn này. Quả tầm này này. Còn cái này chắc giả ấy. Đó, cái da này, cái này nó mực cứng quả da này. Cái da này thì là sao ăn được nữa? Cái này là quảng cáo rồi. À, quảng cáo là nó to để quảng cáo à? Cái này mang về nộm ăn nhỉ? Cái này mà mang đi đốt nó cháy cái lớp vỏ xong cạo sạch đi các bạn. Xào thịt cũng được à? Thái xào thịt cũng được. Cạo vỏ xong là nộm ăn. Ai chà. Vâng, nhộng ong này các bạn. Xào trâu bò ngon à? Cảm ơn chú nhá. Chúc chú đắt hàng ạ. À chào cô. À chú ơi, cái này là của cụ chú hay của cô đấy? À cái chó xôi này các bạn. Cái này thì đã nấu được tầm 2 cân đâu. À vâng. Cháu cảm ơn nhá. À chào cô ạ. Cái chám đen này, nhà cô là chám còn xanh này. Đó, kiểu này này vừa mới vặt hôm qua cô. Vâng. Ừ. Này, nguyên cả chùm luôn này. Ở bên này thì đa số là họ cái này đa số là ăn cái chám này thôi nhỉ? Có ăn chám xanh kia đâu, chám đa số ăn cái chám đen này thôi nhỉ? À, chát à? Nhưng mà mang về hầm vịt hoặc là nấu canh cá ngon mà. Ở nhưng mà bên này là ít ăn nhỉ? Ừ, bên này thì đa số ăn cái này thôi. Cái này thì mình mang về kiểu trần có nước nóng còn chín thì xong ăn rồi đúng không? Vâng, cháu cảm ơn nhá. Chúc cô đắt hàng ạ. À, chám này thì ăn ngon lắm các bạn. Để mình đi vào trong này quay khám phá cho bạn cùng tham khảo nha các bạn nhé. Ở đây thì khu vực bán bánh này các bạn, đó, bánh rán các thứ này, à, bánh cuốn à cô? À. Chúc cô đắt hàng nhá. Và đây thì có mấy anh chàng bán, chào anh nhé, cho em đi nhờ chút, bán đồ giảm giá các bạn, chào cò nhá. Tiếp tục ở góc này thì thấy họ bán nhãn này, là mùa đấy các bạn, nên là họ bán rất là nhiều nha các bạn nhé. Đi các chợ phiên này thì không thể tránh khỏi được khu vực họ mở nhạc trên kia, thì họ mở nhạc rất là to, này tí mình sẽ lên trên quay sau các bạn ạ.
Đây con chú bán dao. Dao này mình tự rèn à chú? À đi nhầm nơi khác về à? Dao đẹp thật. À đây cái liềm này. Liềm này chắc là liềm trên này họ cũng tự rèn à chú nhỉ? Ờ trên này tự rèn. À cái này là cái gì đấy chú ơi? À cái mắm cá. À cá chua. Ướp với mắc khén à? Ướp với mắc khén. Cá chua à? Vâng, cảm ơn nhá. Nhiều chám anh chị nhé. Nhiều chám, nhiều măng. Vâng, cảm ơn chị, chúc chị đặt hàng nhá. Đấy, mấy cô đi chợ mà cái làn vẫn còn trống không, chưa mua được gì à? Đi chơi đã, tí mới quay lại mua đúng không? Mua được nhiều chứ. Còn đi vào trong này thì mình thấy họ bán những cái đồ nông sản rất là tấp nập này các bạn. Để mình quay chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo nha các bạn nhé. Rau củ quả toàn là nông sản sạch thôi các bạn. Dạ vâng ạ. Họ đang nói tiếng Thái bảo mình là giá của cái này Hà Văn là cái gì là 5.000 à, 5.000 một mớ các bạn. Họ bán rẻ thôi. Bầu này các thứ này các bạn. Đó, người dân ấy da. Bà chà mà không sao đâu bà. Đây họ bán rất là nhiều nông sản sạch các bạn. Đó. À bán đậu phụ à chú? Ừ. Đây, cá này, cá. Cá nuôi lồng các bạn. Ở đây thì họ bán đang mua thu mua nhộng tằm đấy các bạn. Ở trên này thì họ nuôi tằm rất là nhiều, tằm để ăn nhộng nhá. Tằm để ăn nhộng đấy các bạn. Đây các bạn có thể thấy chợ, cái chợ rất là đông người này. Họ đến trao đổi buôn bán. Dạ vâng vâng. Chợ này thì chỉ đông tầm gần một tiếng rồi các bạn. Và chợ này thì đông từ lúc 7:30 đến tầm hơn 8 giờ là tan rồi các bạn. Thậm chí những cái ngày mùa chỉ đông tầm 30 phút là tan rồi. Thì các bạn có thể quan sát được quang cảnh chợ phiên ngày hôm nay. Đó. Đấy. Để đi vào trong chợ này thì đi ở hướng đường quốc lộ 6 nhé các bạn nhé. Tuyến đường nối liền từ Sơn La lên Điện Biên các bạn ạ. Cách quốc lộ 6 vào trong trung tâm chợ này thì chỉ có 7 km thôi các bạn ạ. Đó. Một tuyến đường cũng rất là ngắn, hành trình thì cũng rất là đơn giản. Đường đây là đường nhựa rồi. Đi nó cũng dễ đi thôi các bạn ạ. À. Chào chị gái nhá. Cho chị lên TV chút. Đây có bà cụ đi chợ mua quả bầu này. Đó. Chào cô nhá. Đây các cô bán nông sản này. Cái này là cái hoa sắn. Cái này mang về xào ăn ạ? À, luộc ăn ạ? Luộc. Dạ vâng. À, cái này là cái gì đấy ạ? À, hoa gừng, hoa gừng. À, đây là hoa gừng. À, hoa cái gừng đấy đúng không? À, vâng. Còn mấy cái quả vả này mang về để nộm ăn ạ? À, những cái quả vả này. Họ mang về để nộm ăn này. Quả quả rừng đấy các bạn. Cho cảm ơn nhá. Rau củ quả này đó, toàn là rau sạch cho các bạn nhá. Dạ, nay mua được nhiều nha cô nhá. Wow, trên này thì mình thấy rất là đông người này, trên này cũng rất là tấp nập. À thì mình đi quay khu vực này trước xong rồi đi lên trên kia sau các bạn. Khu vực bên dưới này, đó khu vực bên dưới đây này. Đó, rất là thú vị nha các bạn nhá. Mình đi vào trong này quay trước các bạn. À, những chị em bán cá đây thì rất là chạy nha các bạn nhá. Đó. Ở bên trên này thì họ cũng có ít ao rồi các bạn ạ. Cho nên là cá họ bán chạy lắm. Đây khu vực này là khu vực bán thịt này các bạn. Trâu, bò, lợn, gà các thứ.
đa số là họ bán thịt bày ở dưới đất như này nhá. Chào chị nhá. Chào cô. Tiết này, đây là những cái túi tiết và túi pịa này các bạn. Thường thì người dân đến mua thịt đấy thì sẽ tặng một túi tiết và túi pịa nhá các bạn, mang về để làm canh hoặc là nước chấm. Đấy. Trên này nếu mà bán thịt mà không có pịa cho họ thì họ không mua đâu các bạn. Đấy, bán thịt trâu thịt bò thì phải có pịa nha các bạn nhé. Đây, cái này cái da con bò nha các bạn nhé, họ không làm lông đâu, ai mua người ấy tự làm thôi. Xin chào chị gái. Ngại các bạn là nhiều người cứ hỏi là tại sao họ lại bộ tóc cao thế các bạn, là vì là thường người Thái đen ấy là sau khi lấy chồng thì họ sẽ có một cái lễ nhá các bạn, lễ tặng khẩu trong cái hôm đám cưới đấy. Đấy, những cái chị em như này là đã có chồng nha các bạn nhá. Nhiều bạn khán giả cứ hỏi mình bảo là tại sao họ lại buộc tóc như thế cao như thế, đội mũ bảo hiểm có vướng không, nhưng mà đây là một cái phong tục của người Thái đen ở trên này rồi từ xa xưa rồi, không thể bỏ được đâu các bạn. Xin chào mấy cháu nhá, lên tivi không? Chơi chợ. Trước mặt mình đây có chị gái bán bánh rất là xinh. Hay bán được nhiều chưa chị? Bình thường thôi à. Cảm ơn chị nhá, chúc chị đặt hàng nhá. Trên kia là đi thẳng lên trên kia là khu vực họ bán quần áo này. Đa số là quần áo giảm giá thôi các bạn. Chào cô nhá. Đây, người dân ở trên khu vực trên bàn kia thì bây giờ đang đổ xuống chợ rất là đông này các bạn ơi. Đó. Các bạn, đặc biệt là những cái chợ phiên ở bên Sơn La này thì lại không có khu vực ẩm thực đâu các bạn. Không có những cái quán bún, quán phở đâu. Các bạn nếu mà để đi ăn sáng ở chợ phiên thì không có nha các bạn nhé. Đó. Các bạn phải đi tìm những khu vực trung tâm xã hoặc là ra đường ngoài những trục đường quốc lộ hoặc là thị trấn đó, sau đó mới đi lên vào chợ nhá. Hầu như 100% là trên này là không có những cái quán bún, quán phở bán tại chợ phiên đâu các bạn ơi. Đó, mình trước mình cũng chủ quan đi vào trong chợ và tìm cái quán để ăn sáng nhưng không có đâu, nên là bây giờ mình rút kinh nghiệm mình ăn ở ngoài trước, sau mình mới đi vào đây. Và chợ đây họp rất là sớm và đi vào từ lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng rồi các bạn ạ. Để đi quay được cái chợ phiên ở trên này thì không hề đơn giản một tẹo này nhá các bạn nhé. Thời tiết này thì cũng bình thường, nếu mà mùa đông mà đi sớm thế thì cũng chắc cũng hơi vất vả đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn, bên trong này là khu vực họ bán những cái đồ quần áo giảm giá này. Mình quay sơ qua một chút ở trong này cho bạn cùng tham khảo nhé. Đó. Chợ đây thường thường thì họp 5 ngày một phiên các bạn ạ. Đó, quên mất đầu video mình không được giới thiệu cho các bạn. Đó, đây là khu vực bán quần áo các thứ này. Đó, để phục vụ đồng bào trên vùng cao này các bạn. Em không có đâu anh ơi. Anh xem chưa ạ? Vâng, cảm ơn anh nhá. Vâng. Vâng, qua em lên qua mạng đấy. Đấy, các bạn có thể quan sát được quang cảnh chợ phiên buổi ngày hôm nay này. Đó, rất là đông này. Đó, mình quay
Nói chung là mình cố gắng đi ghi hình những cái cảnh sinh hoạt đời sống thường ngày của các đồng bào vùng cao cho tất cả các bạn ở mọi miền Tổ quốc có thể tham khảo được nhé. Vì là nhiều người thì có những điều kiện để đi du lịch ấy thì cũng đã biết được cuộc sống và là những phong tục tập quán người dân ở trên này. Và một số người thì cũng không có điều kiện đấy. Đó. Nên là họ chỉ được xem trên màn ảnh nhỏ thôi. Đây bán được nhiều hàng chưa chị? À. Chị đi từ lúc mấy giờ rồi? À, ai chà, đi sớm nha. Vâng, em sẽ cảm ơn chị nhá. Các bạn ở bên Thuận Châu Sơn La này thì hầu như ngày nào cũng có chợ nha các bạn nhé. Mỗi cái chợ phiên thì đều có những cái hay của tùy từng chợ các bạn ạ. Mỗi một chợ thì có những cái nét văn hóa đặc trưng của đồng bào ở trên này các bạn. Mỗi một địa phương và mỗi một vùng miền đều có những cái nét văn hóa đặc trưng khác nhau các bạn. Ví dụ như mình thì lần này thì mình đang trong hành trình khám phá các chợ phiên ở bên Sơn La này. Xong thì mình sẽ di chuyển sang Hòa Bình và sang các tỉnh khác để quay chia sẻ đời sống thường ngày của người dân ở trên vùng cao và các nơi khác các bạn nhé. Mình thì đi khám phá ở khu vực Lào Cai mình rất là nhiều rồi, cũng rất là lâu. Giờ mình mới có thời gian để sang Sơn La này quay chia sẻ những cái cảnh sinh hoạt chợ phiên này cho các bạn cùng tham khảo. Chào hai mẹ con nhá. Các bạn ơi, thì ở đây là chợ của đồng bào người Thái này. Đó, mình mai ngày kia mình sẽ đi quay chợ phiên của người Mông các bạn ạ. Mà đặc biệt đấy không phải là Mông giống như bên Lào Cai và giống như Hà Giang đâu các bạn ơi. Mông ở đây là Mông đỏ nha các bạn nhé. Ở đây thì chợ của người Mông có ít thôi các bạn ạ. Vì đa số đây là cộng đồng của người Thái mà. Nhưng mà để mà có cái phiên chợ của người Mông ấy thì rất là hiếm. Có mỗi một cái chợ phiên thôi. Mình phải đi từ lúc 3 giờ sáng. Đó. Vì nó rất là xa các bạn ạ. Và đường khó đi lắm. Đi hết tầm 3 tiếng các bạn. Rồi cái đường ở trên này thì nhiều đoạn đường, cái đường đất đấy các bạn. Đó. Để đi vào chợ thì không hề đơn giản một chút nào các bạn ạ. Để mà đi ghi hình được các chợ phiên ở vùng cao ấy thì rất là vất vả, đường đi lại khó khăn này các bạn. Đó, mưa gió này. Đó. Và tầm thời điểm này thì thời tiết nó bình thường các bạn ạ. Có những cái thời điểm vào mùa đông ấy, thời tiết nó rất là buốt này. Để đi khám phá chợ phiên thì rất là vất vả nhé. Các bạn yêu thích mình thì cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nhé các bạn nhé. Bây giờ thì có khi mình xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình trong ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.